một ký luôn hả? Trời ơi trời, em có chú anh chị trời ơi, lương ký lô luôn. Con này ký 7-8 lạng luôn chắc. Trời luôn trời. Rồi cô chú anh chị ơi, đầu video á, từ săn bắt á, cũng chúc cô chí, cô chú anh chị á, và các bạn gần xa á, ngày mới cũng được nhiều hạnh phúc nha. Thì ngày hôm nay tiếp tục á, thăm 7 lương nữa cô chú anh chị ơi. Hồi nãy mình tính đi vô trong là video ở trong á cô chú anh chị, mở màn cái lúc đầu á, thì ở đây á, thì quá trời nhiều người đông đi, cho nên mình không có làm. Mà giờ này á, thì mình xuống mình dỡ cái đầu tiên á, thì nó vô quá trời khủng rồi. Rồi cho nên á, mở màn tại đây luôn cô chú anh chị ơi, sát quốc lộ luôn nè. Rồi chào luôn. Chào cô chú anh chị nha, chúc cô chú anh chị được nhiều sức khỏe nha. Các bạn gần xa nha, rồi những người anh em theo dõi á, nhiều sức khỏe nha. Rồi hai anh em mình mới lại cái đầu tiên là dở cái đầu tiên luôn nè, hai anh em. Anh em dở cái đầu tiên nè. Hai con cô chú anh chị. Hai con nè. Khủng long luôn. Nè cô chú anh chị. Rồi mình dở cái cả ký. Trời ơi trời. Cái nè. Bốn con, hai con nhất. Hai con nhị. Dở lên cái nó nặng. Với hai con cua nữa cô chú anh chị. Quá là mới này ngon nha. Cái lào này mới luôn nè cô chú. Hai lò em làm ngày hôm qua cô chú anh chị. Ừ. Rồi giờ mất cái cô chú anh chị rồi làm lại cho hai anh em nó chặn. Em mà mua lưới về vậy làm cho nghe. Hết biết luôn rồi cô chú anh chị ơi. Em mua lưới về làm cho nghe. Rồi ok. Trời ơi trời, dở cái đầu cái cả ký trời. Ký không cảnh. Không đâu, nửa ký 8-9 lạng gì à? 8 lạng. Bây giờ hai con này con tầm 3 lạng nè. Đúng không? Này có 400 g. 3 lạng nè, 6 lạng nè. 6 lạng con kia con lạng rưỡi không? Ủa má, cái hôm này cũng im quá ha. Im không? Im. Hôm... Quá cỡ thợ mộc luôn của chú anh chị ơi. Trời ơi là trời. Rồi đổ vô đi rồi hai anh em mình đi thăm tiếp nữa cô chú anh chị ơi. Đặt cái dưới cái mương này nè. Mương sao hè của anh ta. Mương độn á cô chú anh chị. Bởi vì cái miếng đất này nè, người ta cũng dự định là cứ vô khu quy hoạch tháo bán gì đó cô chú anh chị. Mình cũng không biết nữa, mình đặt đại xuống. Quá cỡ thợ mộc rồi. Rồi bây giờ để hai anh em mình đổ vô rồi đi ăn cô chú anh chị. Quá trời sáng ở đây học sinh cũng rất là nhiều. Đó. Cặp bên phòng trọ luôn. Đổ vô giùm anh luôn cái cưng. Quá cỡ rồi, anh em được may mắn rồi ha, không biết ăn cái đậu bán cái heo không đây. Rồi anh dẹt ra cái anh thấy gì kỳ quá à. Cái dở lên sao nó chì nặng nịch luôn hết biết cỡ rồi, quá cỡ chặng này rồi. Bắt mấy con cua lại. Vô đóng con hả? Đổ đại vô anh đi cua. Con trâu. Cua ngỏng luôn. Rồi ba bốn con cua. Kẹp luôn có ông anh sẵn lại. Coi. Tụi em đặt lương với cua. Nha, hả? Rồi để đi lại kia thăm hai cái nữa cô chú anh chị ơi, lại ngay chân chỗ cái trường học đang nặng á. Nồn quá, thôi chạy đi luôn nè, đi. Chú anh chị đây, trường học đó không biết cái này có không biết. Quá trời sáng khu vực trường học bên đó đó cô chú anh chị, trường học cấp 1 ấy da. Ủa, té à.
Cái này chắc không có quá. Cái này mương sâu quá trời sâu. Đặc đại nó chịu qua mưa quá trời mưa. Nghe nó thầm bên kia. Mồi màng có ướt gì không? Khui. Rồi, cái này không có nha cô chú anh chị. Cái này sâu quá trời sâu. Rồi, để hai anh em đi thăm tiếp nữa nha. Em ảnh thăm cũng chưa có biết có hay không. Rồi xuống đây có một cái nữa cô chú anh chị ơi. Em cũng có một cái nữa mà nó thăm ăn kia. Mình xuống đằng này. Đặt lẻ tẻ không cô chú anh chị. Điểm thì nó không có nhiều. Ủa cũng có chứ không phải là không mà nhưng nó thưa. Rồi lợp này ngập dữ lắm luôn rồi. Có không? Trời ơi cái lão anh không có luôn. Kỳ vậy trời. Cái đấy im. Bù cho cái lại vô nhiều quá. Đâu? Còn hả? Còn. Còn hai lạng. Hai lạng. Mình không có ăn cô chú anh chị. Cái lợ này chắc nó ngập nước nó có ra cánh rồi. Ừ, của em cũng ngập tới đây nè. Ừ, vừa tới mí vậy là cái này nó lên. Cái này nè. Cũng đáng cô chú anh chị cứ vậy mà đi về làm biến nè, không chịu làm nè. Cứ nói hoài vậy nha. Rồi để hai anh em đi thăm tiếp nữa nha. Rồi cô chú anh chị ơi, nghe em nó thăm hai cái dính Hugo nè. Trời ơi là trời. Xích vô xe. Hết biết không? Thăm nãy giờ cũng ít mớ lờ rồi nè. Cũng không có gì nhiều cô chú anh chị ơi. Em đóng Hugo này cho nó 5 lạng à. Nửa ký á. Trời ơi. Hugo nó bự cái này của chú anh chị. Nó phanh tay vậy nè. Nó nhăn hết luôn, cái đầu nhăn hết rồi. Dạ. Già lắm rồi. Hết biết rồi. Lông. Trời ơi, lương nó bự cái này trời. Để đổ ra túi à. Ừ, túi nó dằn thịt cái hả? Cái túi nó cái kia lúc rồi. Nè cô chú anh chị. Trời ơi, nó khủng long. Một cục trình bình luôn. Trời ơi. Nó kêu ọt ọt nữa hả? Con lương mà nó kêu như con heo rồi. Ọt 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 ọt. Rồi, để hai anh em đi thăm tiếp nha cô chú anh chị. Vậy cũng quá ok. Vô đây thăm hai cái cô chú anh chị ơi. Nước vô thôi. Nước vô mà ít nè. Có không đây? Mồi khu queo cảnh ơi. Mồi khu queo. Có không? Khui. Trời ơi, được hai con của chú anh chị. Hả? Được hai con. Bự không? Ôi, khủng không biết trời. Đây nè. Nó ẻo luôn. Ở đây được hai con cũng vàng. Lòng lòng nữa. Ủa anh đông cái nữa ta? Ừ anh bên kia. Có nghe cô chú anh chị. Có thằng whip. Cảnh nó bự kìa. Con bự còn mình hai cái. Ủa hai con mà bằng nó một con à. Không dám không được nữa. Có không? Hả? Trời ơi sao bung cục nội kìa vậy? Rồi đem lên đây, đem lên đây. Ôi chú, ngon quá trời của chú chị ơi. Chú chuột mình má khóa làng. Chú tí vậy. Chú tí mình đây kìa. Nát mấy trơn. Cầm anh xuống thăm là này. Nước vô không? Rồi. Trời ơi cái này. Đặt trên mây luôn rồi nè. Trời ơi vậy vô vậy. Đặt ở giữa ha. Bởi vậy mới nói. Nó lờ khơi khơi vậy đây có gì. Con gì vô. Mới biết là ngoài này nè, trời ơi trời cái nè. Bởi vậy.
có biết đâu, sợ nước vô của chú anh chị. Đây nè, đây nè, nó đặt ngoài đó cái thứ gì mà chịu nổi. Ôi ôi, chú lại văn tí. Thôi kệ, có là được rồi, hai cái là được. Trời ơi, trời, em sao lấy thọt tay vô lỗ đó đó. Hàng khủng này của chú anh chị, con này 4 lạng. Okay. Ít biết chưa, vô nó đã còng nữa, 2 con còng. Anh ở bển cũng 2 con còng, 2 con. Đây con nữa nè. Rồi bây giờ để đổ vô để thăm tiếp nó của chú anh chị. Rồi cô chú anh chị ơi, anh em nó đi vô trong, nó thăm cái lờ ở trong sau hè cái nhà của người ta bỏ nè, nó đang đi vô trong thăm á, không biết có hay không nha cô chú anh chị. Kìa, nó đang đi ra. Mấy con thấy không, vô nữa cô chú anh chị, con khủng long nữa. Nó không vô nhiều phải không? Con một. Con một. Ôi ôi, nó vàng đó kìa. Kìa cô chú anh chị, thấy không? Ôi trời. Kỳ vậy? Nay tốn tiền cà phê cô chú anh chị ơi. Hai anh em á cô chú anh chị, nói chung thì hai anh em vui vẻ nha. Thì bữa nào á ai trúng á thì bao cà phê. Rồi chuyện qua anh bao cà phê rồi. Mình cũng trong mình đau cà phê nhiều lắm. Ngạt cái mình không có bao được. Nó bao nhiều hơn mình. Bữa nay hồi sáng giờ tầm cả 2 kg rồi. 2 kg rồi nè. Hết biết rồi. Cầm lên nè, 2 kg chưa? 2 kg được. 2 kg. Cười khè khè của chú anh chị. Chiều hôm qua nó thất hơn mình á, cái bắt đầu nó cái mặt nó nhăn như con heo nái vậy. Cái mặt nó nhăn mà nhè mà gắn rồi hít. Mới nhăn rồi chuyện qua làm rớt cái lờ của chú anh chị. Chú anh đạt nó rớt cái lờ nữa. Bây giờ để hai anh em mình đi thăm tiếp nữa nha. Ừ. Rồi anh em vô thăm điểm này mấy cái luôn của chú anh chị ơi. Bỏ số này đi. Rồi đây một cái nè. Đây nè, có không đây nè, rồi không có luôn. Không có luôn chú anh chị. Có không? Hả? Ký lô luôn của chú anh chị. Trời, hơn lương ký luôn rồi. 1 ký luôn hả? Trời ơi trời. Em của chú anh chị. Trời hơn lương ký lô luôn. Con này 1 ký 7-8 lạng luôn chắc. Trời luôn. Trời ơi. Đổ vô đi. Đổ vô đi. Cầm xô qua anh đây luôn cưng ơi. Ăn lương 1 ký luôn trời. 1 ký luôn. Thấu thần. Quăng nổi nữa. Trời ơi khủng khiếp. Rung tay luôn rồi. Được chứ. Rung tay luôn của chú anh chị ơi. Quay nha. Luôn. Rung tay luôn rồi. Con này về hồi căng thử ha. Ừ. Thử được 1 ký không? Không 1 ký cũng 9 lạng à. Ôi trời. Rồi đi qua thăm ơi. Nôn quá. Mình bên anh có 3 cái bên đây nè. Nôn không biết có không đây nữa. Cạn quá. Có đây nè. Thử làm sao. Rồi rồi cảnh này. Trời ơi trời, 1 ký nữa rồi. Con này cả ký luôn rồi.
hai con hả vậy? Hai con, trời ơi trời. Rồi. Khủng long. Trúng điểm rồi, tôi trúng điểm. Cái vậy? Trọng. Trời ơi trời, làm tao hết hồn. Trời ơi trời, cái này à. Luôn ký không? Ừ, mai mấy túi mình lỡ ngộ nó ngập cái da ổn lắm. Trời ơi. Nổi cục luôn rồi. Nổi cục rồi cô chú anh chị ơi. Cả, à, mình còn hai cái nữa, cảnh nó còn cái nữa cô chú anh chị. Không dám nói chuyện lớn. Hả? Không dám nói chuyện lớn luôn hả cảnh? Sâu vô cái này nó rách. Và cỡ rồi. Cái luồng ra uổng lắm. Họ cho vô luôn đi cưng. Trời trời cái này. Mình dỡ lên cái vung tay. Để đó đi. Cưng Quang dỡ cái bản đi rồi tổng kết lại đây luôn. Có ở đem đây luôn. Cảnh ở bên đó đó cô chú anh chị, còn mình bên đây. Kêu đặt đây đi không chịu. Ừ. Đó, gung tay à. Gung tay nữa không? Trời gung tay nữa cô chú anh chị ơi. Con này. Trời trời cái này nè. Bỏ ra đi cô chú anh chị, qua anh thăm bên kia một cái nữa. Đó, cỡ rồi. Cũng lòng. Gung tay luôn. Cái này không biết có gung tay không, không biết. Im lắm nè. Ồ cái này gì kỳ quá à. Gung tay không? Có mà nhỏ của chú anh chị à. Vẫn có luôn. Con này tầm cỡ 3-2 lạng. Cô chú anh chị ơi, qua thăm cái lờ á mà cũng dính con lươn nha, mà nhưng ngạn cái hết pin, mình mới thay pin nè. Còn còn nửa ký nè. Mình được hai con nữa. 200 gram của em đứt rồi, 300 gram. Ừ, của em không có. Rồi, để gọi đổ vô. Hết biết. Cũng làm. Trời anh quá giỡn, đặt tinh khô trời. Cái này là nước nó không có vô được. Vô mà ít xịu à. Qua đây nước sợ nước vô, em treo trên đó mà. Đặt con cao, em treo trên nữa. Ừ. Vô con hai lạng ở đây, không có xi nhê gì mấy con đó chứ hả? Ừ. Con này ba lạng, nó nửa ký. Con này vô đây anh nè. Đi gửi luôn ha. Trời cái này cũng chỉ rồi cũng lông. Tháo anh bỏ cái cục nồi trên bờ á em canh đâu rồi, đừng lị xuống nha. Bỏ đâu rồi, ai biết cưng, bỏ trên bờ nè, 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 bỏ lại đây. Ừ cần nhổ mình quay lên đây đóng dài vừa dài như vậy. Trời ơi, rồi về ngồi vô luôn đi, quá khứ rồi cô chú anh kia. Ở những cái rưỡi gì vậy? Nó bậy luôn nọ. Hai nữa. Này 3 ký này 2 ký rưỡi. Trời ơi. Rồi để anh em mấy anh em mình đi ra đi thăm tiếp nha chú anh chị. Vô đây hai anh em mình có hai cái nữa của chú anh chị ơi. Ừ nước nó ngập. Ai biết vậy, quá khu quay không mà. Cưng đi tốc độ chổng đi. Đi tốc độ chổng dở đi. Hả? Thấy không? Nước bọc dừa nó cái ngập. Vậy chứ khu queo mà. Kìa, ngập rồi cô chú anh chị ơi. Trời ơi cái lợn. Khui. Nó có một con nữa trời. Bỗng khe luôn cô chú anh chị.
đứng con cua à, ngẹt cái lỗ kỳ cục thiệt chứ, vậy mà không có đặt giữa ao. Con em mình có không? Tiêu rồi. Cái này đứt con chuột. Một con à, con của chú anh chị, con khủng long nữa, con cả ký nữa gì vậy? Mấy con? Một ký luôn của chú anh chị. Mình không vô. Trời ơi trời, dở diện ký một ký không trời. Lương dở 1 ký không mày? Trời ơi. 1 ký lô luôn. 4 con. 4 con. Hai con nhất. Nhất không chứ. Trời ơi. Kỳ vậy trời, cái lão anh kỳ vậy. Buồn thiệt chứ. Có anh đây nè, sáng. Buồn thiệt chứ. Khủng long. Trời ơi. Ôi đau lòng chiến sĩ. Vậy chứ anh đặt ngay đây cũng im, bộ không im sao? Thấy không? Rồi để anh em mình đổ vô rồi đi thăm tiếp nữa cô chú anh chị. Cái điểm này có 3 cái nha. Anh em mình 1 cái, mình 2 cái. Ướt không? Một con với cua hả? Có cô chú anh chị. Mà nhỏ để anh qua anh thăm cái này. Cái này lạng rồi cả nhà ơi. Nè, cái này cũng ngon lắm nè. Cũng im lắm nè. Ngay bọt cá sặc luôn. Khui. Có không? Kỳ vậy. Rồi đi đứt một chuột rồi. Đi vô thăm cái này. Còn hai cái này, hai cái nữa hết nha cô chú chị. Người em mình hết luôn phải không? Cưng hết luôn phải không? Hả? Còn cái. Còn cái nữa hả? Cái ở đây hả? Ừ. Chuyện của anh đặt ngay đâu ta? Ừ. Cưng để tàu giữa hả? Ừ. Dễ gì ông chú, không mấy rồi. Nó vô vườn rồi. Phải coi. Lạ mà gặp mình cũng tò mò đúng không? Sao xui dưới cái cảnh. 1 ký rồi. Rồi mọi khu queo luôn. Khui. Rồi đứt chuột. Ký chơi. Đứt chuột luôn. Rồi nghe mình hết lạ luôn chú anh chị. Giờ mình còn 2 cái cuối cùng nữa nha, để coi như thế nào. Rồi ở đây còn 2 cái cuối cùng luôn của chú anh chị ơi. Nè, để em cho miếng nhớt nè. Rồi dặn cái bụi thơm lên luôn nè. Thơm không có nè. Thơm hả? Thơm không biết thúi hay thơm mới thúi. Rồi đứt con chuột. Khui. Đứt con chuột. Ôi trời. Thu gô. Thôi đó đi. Ấy cục ngồi ra mà anh đi cảnh anh. Đi chút ra làm. Khu gô. Chút ra làm. Anh đặt nó con đâu cũng ngon. Lúc nào? Bên đó sao qua được. Bên đó không im, bên đó nó sẫm đứng à. Vớt giác cái này nó coi 2 cái cuối rồi. Đây nè, đặt vậy nè, thấy không? Khu gô. Ở bên kia hết rồi hả? Ừ. Rồi, đứt con chuột rồi. Khui. Có đâu mà có. Bởi vậy vô duyên thiệt chứ. Cũng ghiền lắm mà, cảnh này nó cũng ghiền lắm. Mình hết là thì giờ mình có là người ta. Ghiền dở. Đặt dở quá. Chỗ nó vậy mà không vô. Vậy mà nó vô. Thiệt tình á. Cái nào?
ơi nè, vậy mà vô nè cô chú anh chị, còn ở trong nó im hơn ở ngoài nữa. Hai lạng không? Hai lạng rưỡi cũng được được. Rồi cô chú anh chị ơi, để đổ vô vô rồi rồi về cân cây hôm nay anh em mình được bao nhiêu ha, cân mấy lương khủng rồi nữa coi sao. Lương khủng rồi được ký không, chắc con có một cảnh lặng ký chắc cú quá cô chú anh chị. 950 gram dép. Rồi để anh em mình về nha. Rồi cô chú anh chị ơi, mấy anh em cũng về tới nhà nha. Giờ khu vực này nó bề bộn quá cô chú anh chị cũng thông cảm, ở ngoài sàn nước đó cô chú anh chị đồ đạc không lắm chứ, mấy ký? 4,4 kg, còn 4,2 kg. 4,2 kg quá trời ngày bữa nay còn 4,2 kg cô chú anh chị. Đổ lượng ra, đừng đổ ra luôn đi. Trời ơi gì vậy, con bự nó nhả ra. Trời ơi kìa khủng long. Thôi cầm đi làm ảnh đại diện chơi. Rồi cân của anh đây, để em đổ vô. Khủng long. Rồi tới của anh. Trời ơi nước làm dữ cưng. Chế vô của anh nó khu queo à. Trời nước không. Cái thùng nó nhiêu? 350. 350 hả? Của anh yếu rồi. 3,4 kg. 3,4 kg, 350, còn 3 kg. Rồi thua ký ha, thua ký 2 hả? Tay có hàng khủng luôn rồi cô chú anh chị. Kìa. Hàng khủng. Con này sao ốm, lưng đực cái gì á? Cuối cùng lưng cái tao cầm hai con lên anh làm ảnh đại diện ơi. Để vô cái thùng này nè. Để đại vô xuống đi. Cầm hở lên, ngồi xuống đi. Được chưa? Chưa, cầm hai con lên, cao lên. Cầm nhẹ nhẹ. Nó trơn á cô chú anh chị. Đừng để đại vô thùng đi, đâu có lộn nữa mà sợ. Biết rồi nhưng mà nó trơn quá nè. Ôi trời ơi kìa. Đưa cái mặt lên cái cười cái nó mới được nha. Dở dở lên vậy đó, dở hé lên. Ôi ôi. Không được à. Trơn quá, không có quay. Vô sao bóng là chết. Chết. Nữa nó. Kìa kìa nó chạy kìa. Trời ơi chết đâu mà chết. Đúng hao bây giờ đó. Trời con đó chừng nhiêu cảnh, đâu cân được 1 kg không? 8,5 kg. Cân rồi hả? Con này 6,5 kg. Trời ơi. Rồi hết biết rồi chú anh chị. 4 kg mấy? 3 kg. Cũng lòng. Trời. Trời. Ôi trời, quá cứng rồi. Quá cứng rồi. Hết biết rồi em chú anh chị. Rồi cô chú anh chị ơi, bây giờ anh em cũng kết thúc video nữa cô chú anh chị ơi. Hẹn cô chú anh chị những cái video tiếp theo nữa nha. Hai anh em mình để ăn nó mới được, rồi sáng giờ không có ăn gì chân. Quá trời đói rồi. Rồi, chào anh chị luôn nha. Chào luôn cảnh ơi. Chào cô chú anh chị nha. Cô chú xin chị thấy hấp dẫn cho anh em lượt đăng ký nha. Thì anh em tiếp tục làm những con nuôi khủng nữa. Rồi.